Này, đừng chật vật tìm kiếm khách hàng trong kinh doanh MLM nữa nhé. Bạn có thể cảm thấy như đang lạc lối, không biết bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tìm được những khách hàng tiềm năng thực sự. Nhưng đừng lo lắng, có một cách tiếp cận hiệu quả hơn nhiều. Đây là con đường tắt dần bạn đến thành công. Thay vì lãng phí thời gian và năng lượng vào những phương pháp không hiệu quả, hãy tập trung vào những chiến lược đã được chứng minh là mang lại kết quả. Bí quyết không nằm ở việc bám víu vào những quy tắc cung nhắc, mà là tuân theo một số nguyên tắc quan trọng. Những nguyên tắc này sẽ giúp bạn xác định và tiếp cận đúng đối tượng khách hàng, từ đó tăng cơ hội thành công. Trước hết, đừng bao giờ nói tiêu cực về trực giác của khách hàng. Khách hàng luôn có những cảm nhận riêng của họ, và việc tôn trọng điều đó sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt hơn. Làm vậy có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội ngay từ đầu đấy. Hãy luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của họ, ngay cả khi bạn không đồng ý. Hãy tìm những người cởi mở, năng động và ham học hỏi. Những người này thường dễ dàng chấp nhận những ý tưởng mới và sẵn sàng thử nghiệm. Nhân viên bán hàng truyền thống có thể gặp khó khăn với phương pháp kinh doanh MLM vì họ đã quen với cách làm cũ. Họ có thể cảm thấy bối rối và không biết cách thích nghi với những thay đổi. Nhưng hãy tìm những người thích làm việc với người khác, ví dụ như giáo viên chẳng hạn. Giáo viên thường có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục. Điều này rất quan trọng trong kinh doanh MLM. Họ có thể phát triển mạnh trong lĩnh vực này. Với sự kiên nhẫn và khả năng giải thích rõ ràng, họ có thể dễ dàng truyền đạt thông tin và thuyết phục người khác tham gia. Và đừng bỏ qua những đối tượng thường bị xem nhẹ: người khuyết tật, người cao tuổi hay sinh viên. Những người này thường có động lực mạnh mẽ để tìm kiếm cơ hội mới và có thể trở thành những đối tác đáng tin cậy. Kinh doanh MLM là một lĩnh vực mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia, không phân biệt đối xử. Điều này tạo ra một môi trường đa dạng và phong phú, nơi mọi người đều có cơ hội thành công. Nếu bạn có quyết tâm và nỗ lực, thành công sẽ nằm trong tầm tay. Đừng ngần ngại thử sức và khám phá những khả năng mới. Đơn giản vậy thôi. Hãy bắt đầu với những bước nhỏ và dần dần xây dựng mạng lưới của bạn. Mỗi bước tiến nhỏ đều có thể dẫn đến những kết quả lớn. Khi giới thiệu kinh doanh MLM với mọi người, hãy nhớ rằng luôn có 3 kết quả và 2 trong số đó có lợi cho bạn. Điều này có nghĩa là bạn luôn có cơ hội để đạt được điều gì đó tích cực, ngay cả khi không phải lúc nào cũng thành công. Thứ nhất, họ có thể yêu thích những gì bạn nói và tham gia vào mạng lưới của bạn. Đây là kết quả lý tưởng nhất khi bạn tìm được những người cùng chí hướng và sẵn sàng hợp tác. Thứ hai, họ có thể không muốn phân phối nhưng vẫn có thể sử dụng sản phẩm của bạn. Điều này vẫn mang lại lợi ích cho bạn vì bạn có thêm một khách hàng mới. Và cuối cùng, họ có thể chỉ đơn giản là từ chối. Điều này không phải là thất bại, mà chỉ là một phần của quá trình. Vì vậy, đừng căng thẳng về việc bị từ chối. Hãy coi đó là cơ hội để học hỏi và cải thiện kỹ năng của mình. Hãy tập trung tìm kiếm những người sẵn sàng cho một điều gì đó mới mẻ. Những người này thường có tinh thần cầu tiến và sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Ngôi sao tiềm năng tiếp theo của bạn có thể đang ở ngay gần đây thôi. Đừng ngần ngại tiếp cận và giới thiệu cơ hội của bạn với họ. Tiếp tục kết nối, tiếp tục phát triển nhé. Bạn làm được mà. Hãy luôn giữ vững niềm tin và không ngừng nỗ lực vì thành công đang chờ đón bạn ở phía trước.